cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nấm Ấm Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay chúng ta đang có mặt nơi dinh Đức Cố Quảng ở Láng Linh nha cô chú anh chị. Dạ. Ở đây là phía ngoài trước đường nè, chỗ mình gửi xe rồi nè nha cả nhà. Và còn đây là phía trước cổng nha. Mình đi vào trong như cho xem lễ hội diễn ra như thế nào nha cả nhà. Bước vô trong thì mình thấy có bức tượng của Đức Cố Quảng. Dạ. Bức tượng rất là lớn nha cả nhà. Đây là tượng của ông Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành ở Láng Linh nha mọi người. Và đây thì Kim thấy có ngày hội bánh dân gian. Câu số 1 năm 1865 đến năm 1871. Thank you.
em mượn chỗ em quay này chút xíu nha. Trên bờ kinh Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Cây thứ tư tại dòng cát Giang Thành, Hà Tiên, Kiên Giang. Cây thứ năm, phương tâm núi Bà Đỡ Ơn, xã Tân Lợi, huyện Cần Tiên. Liên quan kinh lành nhất là sức tự và tiếp tục cư dân của Đức Phật Đoàn Vân Duyên và Quảng Sơ Trần Văn Thành. Nên đặt miếu thờ ở những nơi có tấm thẻ, nên gọi là chiếc áo thẻ, hiện nay vẫn còn di tích. Ông Thành cùng nữ binh và gia đình bước lên rời vực bãi thơ lắng lên xây dựng con túi đã chiến lâu dài. Trong năm 1868, ông Thành đi các tỉnh Nam Bộ, Trung Bộ, Quân Bình xây dựng đồn trại, sản xuất, vụ trữ quân thực, chế tạo quân lòng. Quân chức nội dân, quân chức nhà đồng quân quân, nay gọi là quân quân quân, và là quân quân cái gì Thank you.
Năm 2004, thành tựu Quảng Sơn Trần Văn Thành được xây dựng tại thị trấn Cái Dầu, nhằm giới thiệu truyền thống quân nước cho thế hệ hiện tại và mai sau. Chiêu mộ binh lính cùng nhân dân tổ chức đánh Pháp, bắt giết tay sai Việt Giang. Sau cuộc tấn công đồn Châu Đốc nơi Pháp đóng quân, ông Thành cùng nghĩa binh và gia đình bước lui vào vùng Bãi Thưa Láng Linh, xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài. Từ năm 1868, ông Thành đi các tỉnh Nam Bộ trị mộ binh lính, xây dựng đồn trại sản xuất, dự trữ lương thực, chế tạo súng ống. Di tích lò rèn vũ khí là đồn Sơn Trung, nay gọi là Dinh Sơn Trung, tọa lạc tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành. Tổng chỉ huy được đặt tại trung tâm Bãi Thưa là đồn Sơn Trung, xã Đào Hậu Cảnh hiện nay. Tháng 4 năm 1872, chủ tỉnh Long Xuyên cho người vào vùng Lãng Linh theo dõi điều tra. Căn cứ bị lộ, Trần Văn Thành tập hợp binh sĩ phát cờ khởi nghĩa chống Pháp, lấy danh hiệu là Binh Gia Nghị. Ông Thành đã tổ chức cho nghĩa binh liên tục tấn công vào những nơi quân Pháp đóng quân ở gần Bãi Thưa, dọc theo sông Hậu và rạch Mạc Cần Dương, Cần Năng, Châu Thành, làm cho lực lượng của Pháp bị nhiều tổn thất. Trước sức tấn công liên tục của nghĩa binh Gia Nghị, năm 1872, quân Pháp mở cuộc tấn công vào căn cứ Bãi Thưa. Đầu tiên, quân Pháp tấn công vào đồn Gia Nghị. Ý chí của Trần Văn Thành, ông đã làm sao cho ta để nổi lên ý chí sắt cải của mình, thà thiên tướng láng tướng quân, nếu ra đầu giặc lội quân quân thần. Không mua chuộc được ông Thành, ngày 19 tháng 3 năm 1873, có sự hướng dẫn của tên Việt Giang Trần Bá Tư và phó quản lý, Pháp đã huy động lực lượng binh lính do chủ tỉnh Long Xuyên chỉ huy, có đại úy Duy Dông làm trợ lý, mở cuộc tấn công vào căn cứ Bãi Thưa. Từ Long Xuyên, Pháp dùng tàu chiến vào rạch Mạc Cần Dương tấn công đồn Dòng Nghệ. Sau một ngày kháng đấu, nghĩa binh phải rút lui vào đồn Sơn Trung. Pháp chiến đánh đồn Sơn Trung, nghĩa binh chiến đấu quyết liệt với tinh thần dũng cảm.
nhưng do lực lượng địch quá mạnh nên cuối cùng đầu xung quân thất thủ, nghĩa binh bị thiệt hại nặng nề. Ông Trần Văn Chảy. Để mấy cái chương trình mà xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát của ca sĩ Quy Y. Hôm nay nhân dịp cúng lễ ở dinh Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành của chú anh chị ơi, thì cũng có tổ chức ngày hội bánh dân gian và bánh truyền thống dân gian của miền Tây Nam Bộ mình, thì là gồm có các loại bánh của miền Tây nha cả nhà. Và đây là những gì chú Nghĩa Thịnh sẽ gửi đến cho tất cả bà con mình xem ha. Đủ loại bánh luôn, Kim Hồng đọc tên nha. Bà con mình nhìn thấy thì sẽ biết các loại bánh nha, chứ Kim Hồng đọc tên thôi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp nối chương trình mình sau đây em xin được nói tất cả các đề một và không được mang tên bài ca vô cho em xin các đề từ từ các bạn. Xin thông báo hiện tại bộ phận âm thanh đang giữ một chiếc điện thoại bị đánh rơi hiệu Samsung. Ai là chủ nhân thì liên hệ về bộ phận âm thanh để nhận lại điện thoại nha quý vị. Vậy chứ nói chứ cũng còn nhiều người tốt lắm cô. Bởi vì người ta tốt đó, cho lợi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.